Virus này thì thường ký chủ ở trên cái loài rơi ăn quả, rồi sau đó có thể lây truyền qua người. Có thể là do người mình ăn uống hay tiếp xúc với các loài rơi, mình có thể bị nhiễm các loại virus mắc bấc này từ cái loài rơi ăn quả đó. Thì cái đường lây chính của cái loại virus mắc bấc này thì nó lây qua hai con đường chính. Mà quan trọng nhất là đường tiếp xúc và đường giọt bắn. Tức là mình tiếp xúc với các cái dịch tiết này, máu, mủ hay là phân, nước tiểu, mồ hôi thì chúng ta sẽ có thể bị lây. Thì virus từ rơi nó sẽ lây truyền qua người, và giữa người với người thì có thể lây truyền với nhau. Về mức độ nguy hiểm thì nó rất là nguy hiểm. Tức là tại vì sao? Tại vì nó có thể tổn thương và gây ra những cái tình trạng mà bệnh chúng ta rất là nặng. Ví dụ chúng ta mới nhiễm thì chúng ta có thể bị sốt, đau khớp, rồi mệt mỏi, nhức đầu. Và ngày thứ 5 trở đi thì chúng ta có thể là tình trạng rất là nặng, chúng ta có thể là nôn ói, tiêu chảy và có thể xuất huyết và suy đa tạng. Thì nguy cơ tử vong của cái loại virus này thì có thể là rất cao, có thể lên 80%. Tuy nhiên cái điều may mắn của cái loại virus này thì khả năng lây truyền nó thấp hơn, nó không có lây qua đường không khí được, nên với khả năng lây lan của nó sẽ khó hơn so với cái loại mà SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 mà chúng ta biết. Để phòng tránh được cái loại virus này thì người dân cần phải nhận biết sớm, tức là tránh tiếp xúc với các cái loại động vật hoang dã mà có khả năng nguy cơ mang cái mầm bệnh virus mắc bấc, đặc biệt là loài rơi ăn quả. Thứ hai là tránh ăn những cái đồ mà động vật hoang dã sống, đồ ăn sống. Thứ ba là chúng ta phải, khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái nguồn lây, ví dụ như là những cái người mà đi Tây Phi về, hoặc là những người mà được nghi ngờ hay xác định cái loại virus mắc bấc này, thì chúng ta có triệu chứng thì chúng ta phải xem xét và chúng ta phải nghi ngờ và chúng ta phải tới cơ sở y tế sớm để chúng ta khám và chẩn đoán. Ngoài ra thì luôn luôn là chúng ta phải phòng ngừa lây nhiễm chéo, tức là chúng ta phải vệ sinh tay rồi ăn chín uống sôi. Đặc biệt là đối với trong cơ sở y tế thì nhân viên y tế luôn luôn cảnh giác trong những trường hợp mà có những cái ca mà yếu tố dịch tễ đi về từ Tây Phi, hay là nghi ngờ tiếp xúc với hoặc là xác định với ca mà nhiễm virus mắc bấc và có thời gian ủ bệnh trong vòng 3 tuần, thì chúng ta nhân viên y tế khi mà tiếp nhận những cái trường hợp như vậy thì chúng ta phải cảnh giác và cho cách ly sớm để chúng ta có những cái hướng để có thể làm chẩn đoán xác định, để chúng ta chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân sớm.